20 cây nữa mới đến Hải Phòng. Vâng. Mấy cây nữa. Đây mà đi tắt này ra các toàn thì nó nhanh. À, có nghĩa đi tới xong vòng ra quán toàn hả? Chạy thì xuống. Cái phí đấy, các toàn. Thế nữa là xa mà chỗ đường 5 luôn nhỉ? Em chả biết em chạy kiểu gì mà ban nãy em ở trên chỗ đâu Hải Dương nhỉ, vòng béo nó ra tận đây. Chúng em đi lắp bộ dàn trên xe vẫn còn bộ này, lắp suốt từ sáng đến giờ mà vẫn còn đầy một xe hàng nữa anh em ạ. Tất cả là nhờ sự yêu mến của các bác anh em. Để có Zika chúng em thành công như ngày hôm nay, em xin thay mặt công ty Zika xin cảm ơn anh em đã yêu mến và ủng hộ Zika chúng em. Mời anh em cùng với chúng em lên chuyến hành trình đi lắp đặt những bộ dàn karaoke. Đây là chúng em đang qua phà sông Dạng. Sông này hẹp nhưng mà sông này sông sâu, em thấy toàn tàu to chạy. Toàn tàu tàu to chạy như con kia đang chạy cáp kìa. Đấy, con kia đang chạy cáp. À, chúng em lắp âm thanh thì bộ dàn karaoke mà anh em nào mà theo dõi Zika chúng em mà làm về nghề sông nước như là tàu chạy hàng kinh tế hay là tàu chạy cát, chạy xi măng, chạy đá, chạy quặng. Nếu mà muốn lắp bộ dàn karaoke cứ alo chúng em sẽ lắp cho. Em thì ngày xưa em đi tàu đó, ngày xưa em cũng chạy những con tàu như kia kìa, xa xa chạy cát, chạy quặng. Ok, mời anh em lên xe để chuẩn bị qua bờ rồi. Lên để về dưới Hải Phòng ạ. Thế là chú. Chắc là lùi xe vào đây chú nhỉ. Nó lùi hẳn vào trong nhà này. Chờ thấy đằng đâu ta bộ chỗ này nó. Vâng. Các bạn là cháu xử lý công việc ở lắp ở trên Hải Dương cũng hơi lâu. Ai nhà chú đúng là bán đồ gỗ khác, toàn đồ gỗ đẹp nhỉ. Như cái này là những cái cổ chứ bác chú nhỉ? Mới này. Mới nhưng mà đóng kiểu ấy. Cái này. Hình như có cái này cổ à hay là vẫn mới? 40 năm. Đấy, 40 năm rồi. Cái đem để thì được 100 năm rồi. À. Cái tủ áo này ạ. Tủ đứng này. Tủ đứng này là cũng phải được 100 năm tuổi rồi. Suy soát 100 năm. Nó bằng gỗ gì đấy chú? Gỗ lim ạ. Đây là lim cổ ngày xưa đây. Đẹp chứ nhỉ. Bộ này. Tí nữa để chú Phương chú lắp bộ loa ở đâu? Nhà dưới này, nhà này phải không chú? Vâng. Tầm đấy dọn cái đài sống này cho đây thì cái đài là không có người ở mình tính mình dạ. Cho vào đấy để hát cho nó vui chú ạ. Nhà chú đẹp như là rộng, sân vườn rộng thật đấy. Ở đây lắp đấy, lắp trên đây. Để kê đúng chú để hai bên kê đúng không? Đây loa để hai bên. Con súp. Súp đấy là một cái. Rồi được rồi, chỉ lên uống. Đấy súp để bên này chú. Nhưng mà ít hoặc là còn một cái cục loa. À cái đẩy á. Đẩy đẩy thì cháu để lên súp cũng được. Không thì súp chú để ở đây đi, xong đẩy để trên thì đẹp hơn. Hơi vướng. Để tại một cái loa là súp đây. Rồi chúng em đang ở nhà chú Phương để lắp cho chú bộ dàn IC12. Hôm đến đấy thì coi như bà về sau rồi thôi. À đây bầu này, đôi bầu 2 âm ly 2.3. Này chế là mua nâng tiếng với lại về cái bảo hộ. Cung định là mua nâng tiếng với mua cọc cạch. Đúng rồi, chú mua như thế là nó cọc cạch. Chú mua vang mua nâng tiếng xong là nó cọc cạch. Xong rồi chú lại vẫn phải sắm nữa. Thế như chú như thế này sắm cả bộ là tốt nhất, là hợp lý.
Nhà mỗi mình đặt. Nhà mỗi mình chúng mỗi mình. Các anh chị đâu hết rồi? Lấy chồng hết. Lấy chồng lấy vợ đi ở xa hết rồi. Hai đứa mình đứa lấy chồng đây. Thế là toàn các chị cả. Các chị. Không có anh nào. Bắt lấy một đứa cháu ngoại về đây nó ở. Thỉnh thoảng hay đi hát ở ngoài đó. Vâng. Chú theo dõi chúng cháu là được thời gian lâu chưa chú? Mới mới thôi. Mới mới ạ. Được. Gần một tháng. Gần một tháng. Thì vâng. Chịu khó xem thì chẳng cũng mà ra lấy cái bộ loa đồng về đầu trục. À, vâng ạ, loa Hunter. Hunter Pro đấy. Vâng, vâng, Hunter Pro. Trong cái thì nó cũng không chỉ hai nữa là ít. Vâng, bộ này cũng bộ IC này cũng đẹp rồi. Thế là theo dõi chúng cháu được một tháng. Có hay xem live không chú? Có. Nhưng mà chú có comment trên live hay là không? Nói chung là những cái điện thoại này thì mình cũng dùng nhưng mà mình cũng không. Vâng. Không gì lắm. Thưa các bác và anh em, chú Phương đây thì mới theo dõi bên Zika chúng em một tháng ạ. Cũng theo dõi kênh Zika chúng em trên Facebook. Xem nhiều đây, đây. Đây, bộ chắc chú xem mấy cái bộ như dạng bộ IC vi siếc này. Đấy. Thế về sau mà cái tivi nó bé là cho hai cái nào đấy vào một đây này. Đấy thì nó nhìn trông được. À, cái video mà để chú Phương xem nhiều nhất là chắc là cái video này. Video chúng em lắp bộ IC 12 Thái Bình. Video này đang lên hot này. Bộ IC 12 này thì giá như của chú Phương ngày hôm nay thì có là hơn 20 triệu, 27 triệu năm thôi. Tí nữa chúng em lắp thì anh em sẽ thấy là tất cả các thiết bị. Ngồi giao lưu cùng chú đấy chút, trò chuyện cùng chú chút. Đây, đấy. Cháu cảm ơn chú đã yêu mến và đặt đơn hàng với chúng cháu. Ngày hôm nay Zika chúng cháu có mặt ở đây để bàn giao chú bộ giàn, giao trực tiếp. Ở đây là Thủy Nguyên Hải Phòng chú nhé. Hải Phòng thế này. Thôi rồi, cháu xuống cháu lắp cho chú, cho nên nhanh. Bốc hàng từ sáng xong lắp Hải Dương, xong đi từ Hải Dương xuống đây luôn. Trong gần bây giờ thì lại thấy gọi là treo. Cắm đủ vị trí để lọt cái xúc là được. Nay được ngày lắp cho các cô chú đứng tuổi là các phụ huynh các bác nhà bạn. Có những ngày chúng em đi lắp lại toàn bộ lắp cho các thanh niên, có ngày lại lắp cho các cô các chú trung trung tuổi và là bậc phụ huynh. Thế là tầm này thì các cô các chú chia sẻ là con cái thành đạt hết rồi, cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết rồi, thiếu cái gì nữa đâu. Thế là sắm bộ dàn về để hát để nghe nhạc và nó vui vui nhà vui cửa. Nên là âm nhạc nó là món ăn tinh thần. Nó là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn trẻ chúng ta bận bịu với công việc, phấn đấu làm ông nọ bà kia. Đôi khi đến tuổi hưu trí rồi thì ta lại tìm về những cái niềm đam mê, những cái sở thích của mình. Chú Phương năm nay là bao nhiêu chú Phương? 63. 63 rồi ạ chú. Đấy, 63 thì anh cameraman quay chú Phương thì 63 này rất là phong độ. Đấy. Chẳng biết là quán nào thôi. Âm thanh số, kỹ thuật số hết rồi. Cái nhà cháu không biết nó nóng tay, nóng gì, nó mít gì, biết bao nhiêu.
giọt nét son đôi vai mờ, dù cho mắt xanh kia nhưng hờ, và dù năm tháng vội vàng, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa. Khi tu đến anh gom ánh sao cho đêm đen kết thành vương niềm, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh, cho anh xin chặt nụ cười xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi, không đổ sông. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Mát mát chiều buông rơi, dòng sông Nam xanh vời vời, sương răng mờ chân trời, mây đã chân lọt xa. Vì câu vì rằng hôm qua là thương em còn cứ hay đã theo em về biển biển xa xôi. Câu vì rằng ai ơi còn thương bao lâu chờ đợi em thương à. Bên lớp bên đi buồn chờ vờ, ngày đây đang bóng khi con sông đưa thuyền rời xa. Chiều nắng tháng lê bước mừng bông mưa mây trời thiên tha. Đã mấy mùa đi qua rằng em chưa trở lại, rồi anh biết chào chào cầu vì dặm cho chào chào cầu kỳ dặn cho quên lời anh vẫn xa đó để riêng anh lên bóng thêm níu hắt hôi bờ lắng mưa. Đành trách người thôi trách câu kỳ dặn ai đánh rơi câu hát nơi đâu qua hát thử bây giờ hôm nay là hát bộ nhà mình một lần nữa là hai lần hai. Nhưng mà chú hát thêm vài lần nữa là hay, như thế là nhịp thách là ok rồi. Chưa, nhiều câu nó chưa thuộc lòng, nhiều câu chưa thuộc nhưng mà thế là theo nhịp theo nhất là ok rồi chú ạ. Đây hát nhạc vàng à, nhạc trẻ hát rồi em ạ. Đây chẳng bao giờ thích hát đấy các bạn đấy, còn là sở trường là nhạc trẻ chú. Ừ, cháu bé này được mấy tuổi rồi? Được hơn tuổi nhưng mà này tuổi. Nó vừa nãy là gửi đi học phải không chú? Học vừa đón về à. Thằng em nó mổ bên bệnh viện. À, là hai chị em à? Các em là chắc được mấy tháng tuổi lại mổ à, bị năm một. Năm một. Đáng yêu quá nhưng mà như kiểu buồn ngủ á. Không, cháu. Ơi chú vào đây cháu có bàn giao cho chú. Những cái này là mình không được vẹn vẹo gì hả? Cứ để nguyên bản. Này. Vâng, cứ để nguyên bản thôi. Đây, thì là nó sẽ có điều khiển, chú có thể tăng giảm volume được ở đây. Đấy.
Thì khi tắt là chú thò tay ra sau súp, tắt công tắc súp đằng sau này. Đấy, ở dưới này chú nhìn thấy cạnh cái dây này. Xong tắt lần lượt như con này tắt này. Ấn đây 3-5 giây tắt, con này tắt. Khi mà tắt đi á, vâng, cháu cài đặt trên máy tính khóa cho chú là sau khi bật lên là cái, hai cái cột này này. Cột mic và cột nhạc 27 với lại 35 thì 22 cái này này. Thì nó sẽ liên quan, ví dụ đây là nhạc này. Lúc nào cháu tắt xong chú bật lại nó sẽ ở cái số mặc định là 15 này. Đấy. Sau khi mà chú thích cho to nhạc nên chú bật đây. Lên. Thích hát mà tiếng mic nó nhẹ nhẹ chú bật lên cho cháu tầm 23, 24, 25 thôi. Đấy, còn con số này nó sẽ cố định rồi, kệ nó. Thế là xong rồi chú ạ. Đấy, cảm ơn chú nha. Rất tuyệt vời chú Phương. Có vấn đề thì phải gọi. Có gì cứ gọi cho cháu. Bộ này thì tuyệt vời rồi. Rồi, bàn giao xong chú Phương thì cũng là lúc chiều tối. Về đây chú ạ. Cháu chào chú nhé. Thôi cháu về đi ạ. Rồi, cua ra anh ơi.